Hữu chào mấy bạn nha. Mấy bạn ơi, Hữu đang đi ra kiến tường, Hữu gửi tiền cho vợ Hữu ở về quê mấy bạn. Thì sáng Hữu chia sẻ với mấy bạn một đoạn clip ngắn về cái thế di động ở kiến tường nha mấy bạn. Với lại Hữu cũng giới thiệu cho mấy bạn một cái dịch vụ gửi tiền qua thế di động hoặc là Viettel mấy bạn. Rất là tiện lợi luôn. Mình không có cần mã số tài khoản nè, cũng không cần phải đi ra rút tiền ở những cái ngân hàng đó mấy bạn. Ví dụ như ở dưới quê mình xa ngân hàng nè, với lại người nhà ở dưới quê mình cũng không biết cách rút tiền, không có thẻ đâu mấy bạn, thì mình có thể chuyển bằng thế di động. Với lại nó có một cái tiện lợi nữa là mình rút bất cứ lúc nào cũng được mấy bạn. Còn ở trong ngân hàng thì phải giờ hành chánh mình mới rút được nè, còn ở thế di động hoặc là điện máy xanh đồ gửi qua Viettel với mấy bạn, mình rút ở đâu cũng được hết, giờ nào cũng được hết. Hậu cũng mới biết cái hình thức gửi tiền này luôn mấy bạn, cho nên là Hậu cũng chia sẻ với mấy bạn cùng xem. Để khi nào mình có sử dụng cái dịch vụ đó, mình gửi tiền nó tiện lợi hơn mấy bạn. Đây, thấy thế di động thời corona mấy bạn, không người gửi được vô. Này đúng là bên thông cũng có mấy người các bạn, hạn chế số người nên không được vô. Đây là thế giới ở kiến tường nha mấy bạn. Nhân viên nay còn ra ngoài nữa. Rút nhân viên luôn á. Vậy hả? Đó 12 người, bây giờ còn 4 người, 5 người. À. Rút nhân viên lại, chia 3 ca luôn. Chia ca ra đi. Thì 10 người, ở trong bên trong 10 người, mà nhân viên đông quá đâu được. Phải coi chừa cho khách nữa. Cái này luôn á. Giờ khách mua gì là lấy ra tới chỗ luôn. Lấy ra luôn. Ngặt nghèo vậy đó. Trời ơi. Để ghế ngồi đi anh. Ghế đó mát. Giờ đi gửi tiền không biết bị gì gửi không được luôn. Tình hình thời corona này làm gì cũng khó khăn. Đó, còn bây giờ Hữu đang trên đường về mấy bạn. Hữu mới giờ gửi tiền xong rồi, giờ Hữu về mấy bạn. Đó, bây giờ Hữu chuyển tiền xong rồi, giờ Hữu đi về mấy bạn.
Tại vì Hữu thấy có rất là nhiều người với các bạn muốn chuyển tiền về quê cho gia đình của mình, cho ba mẹ mình với các bạn. Nhưng mà ba mẹ mình ở dưới quê thì nhầm khi ở trong đồng xa xôi hoặc là không có tiếp cận được công nghệ với bạn, thì cha mẹ mình không có biết xài thẻ. Thì qua cái hình thức gửi tiền này, Hữu chia sẻ với các bạn là cái cách gửi tiền tiện lợi nhất, đơn giản nhất. Chỉ cần số điện thoại của người thân thôi với bạn là gửi được rồi, không cần gì hết đó. Rồi người thân của mình cầm cái số điện thoại đó đi ra ngoài điện máy xanh hoặc là Thế Di Động mình rút tiền rất là dễ với bạn. Chỉ cần đọc cái mã số gửi tiền là nhân viên sẽ đưa tiền cho mình hả. Nó đơn giản lắm. Đó thì bây giờ Hữu đi về nha mấy bạn. Nên Hữu xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.